Chào mừng quý các bạn quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio của chúng em. Vâng, và địa chỉ của chúng em đó là số 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và hai số hotline của chúng em là 0963889192 và 0965503357. Hai số hotline này của chúng em như em đã nêu rất là nhiều các trên video, luôn luôn trực 24/7 để nhận tư vấn cho các bác link các cấu hình combo karaoke hoặc là những thiết bị nhỏ lẻ mua lẻ như thế này, hoặc về siêu trầm này, và về những chiếc vang số chỉnh cơ, và những chiếc âm ly liền vang, hoặc những chiếc đẩy, và những đôi loa. Hiện tại bên showroom chúng em rất là nhiều các mặt hàng nhé. Đây, rất là nhiều những cái đôi loa 115 đã đóng thành thùng để chuẩn bị chờ hàng đi, và đôi F75 đang chờ các bác đến rước em nó về đây. Và tiếp tục những cái sản phẩm như những chiếc nâng tiếng hay những chiếc vang, và những chiếc đẩy, những đôi chép giờ chúng em đã đóng xong hoàn thiện. Và bên ngoài, không gian bên ngoài, chúng em đang anh em nhân viên đang tích cực miệt mài đóng những đơn hàng để hoàn thành những cái lệnh. Và em, trách nhiệm của em đó là test nốt một sản phẩm, đó là một đơn hàng. Phải nói hôm nay em rất là vinh dự khi liên tục test những chiếc siêu trầm. Vâng, đó là một đơn hàng của chú Hải ở huyện Đức Hòa, Long An. Chú có đặt bên chúng con một chiếc súp B32020 với giá là 3.200.000 đồng. 2021, cháu xin lỗi nhé, phiên bản này là 2021, phiên bản bắt mặt, bắt điều hướng nhé, có giá là 3.200.000 đồng. Cháu đang trong phòng kỹ thuật để test và hướng dẫn, cũng như làm một cái video để đưa lên kênh, làm cái video kỷ niệm khi chú đặt hàng với chúng cháu. Đầu tiên về cơ bản, chiếc B32021 này sẽ sở hữu bát 33 tấc và là dòng bát mặt, bát điều hướng, nên rất là thích hợp và phù hợp để chúng ta chơi trong cái không gian nhà ống, nhà sâu, dạng nhà ống ở các khu thành phố hay mặt đường ấy, hay xây những nhà ống diện tích khoảng ngang 5m và sâu vào khoảng 10-20m thì chúng ta rất là phù hợp đánh với cái con súp như thế này. Để cháu quay ra mặt sau một chút, ngay bên cạnh đây thì còn là con chiếc súp B32020. Con này thì chúng cháu đã test xong và đã quấn đóng, chuẩn bị đóng hàng để gửi đi đây. Với phiên bản 2020 và 2021 như con này của cháu đang test đây thì là cháu có đánh bằng cái đường 2 level input này. Đường 2 level input này là lấy trực tiếp từ cầu đỏ đen quả âm ly hoặc cục đẩy nhà mình đấy, để đưa vào hai cái đường này, đen với đen và đỏ với đỏ. Nếu trường hợp nhà chúng ta có thể lấy từ vang hay là từ âm ly qua đường ao quả súp, chúng ta có thể đánh đường hoa sen này được. Và chúng ta cần phải bật nguồn điện lên và chỉnh LPS là cách tốt nhé. Cháu giảm một chút chút volume rồi. Và chúng ta có thể chỉnh ở cái LPS này. Con này nó sẽ từ 40Hz cho đến 150Hz thì tùy nhu cầu chúng ta. Muốn nghe bass xuống sâu chúng ta vặn về hết, hoặc là nó đầy một chút, nó cao cao một chút thì chúng ta sẽ để ở hướng 9 hoặc 10 giờ. Ok. Và tiếp tục volume thì tùy thuộc vào cái dàn thiết bị nhà mình thì chúng ta có thể tăng giảm. Và cái công tắc đảo pha, đảo làm sao cho cái tiếng bass của con súp này, đảo làm sao cho cái tiếng bass con súp này và cái đôi loa nhà mình, cái tiếng trống, tiếng bass nó đồng pha, đồng chiều nhau, nó khai thác được hết cái khả năng cũng như là cái hiệu năng của đôi loa và con súp, tránh để tình trạng nó triệt tiêu lẫn nhau thì nó sẽ gây ra cái tiếng lục bục và tiếng bass nó méo mó đi. Đây, cái này không cứ gì vừa hất lên và gạt xuống, tùy thuộc vào thiết bị nhà mình nhé các bác nhé. Cái này thì lưu ý là chú lưu ý cho cháu nhé. Quay trở ra mặt trước thì con này được sở hữu một cái bát mặt 33 tấc này và được sơn tẩm dầu và công nghệ chống được cái độ ẩm mốc cao, và những cái con côn trùng như là rán giết ấy, nó sẽ không gặm nhấm đi mất cái nấm gọi là cái nón này. Ok, cháu sẽ đang chuyển bài đây. Cháu tăng volume lên. Anh Thanh nghe nghe em, anh Trường anh gọi. Đấy, để cháu gạt lên cho chú xem nhá. Đấy, gạt lên nó sẽ khỏe hơn một chút.
cháu gạt xuống. Đấy. Khi chúng ta muốn khai thác nó. Đấy chú nhìn cháu gạt xuống nhá. Gạt xuống ở cái mức bao nhiêu đây? À, gạt xuống ở cái mức 0 độ thì cái lực đánh nó ra nó sẽ yếu hơn một chút. Để cháu sẽ tăng nó lên để khai thác hết cái công suất cũng như hiệu năng của nó chú nhìn này. Và khi tất cả các bác khách hàng cũng như là chú Hải khi đặt hàng bên chú cháu thì sẽ được tặng theo những cái phần quà như là đi kèm vào đó sẽ là có một phiếu bảo hành của bên JK chú cháu và một chiếc áo mưa mang hình logo của công ty chú cháu. Đó là một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng các bác khách hàng cũng như chú Hải, và kèm theo đó là một sợi dây AV 3m và một đầu chuyển đổi để chú ghép với vang nhà mình. Và cháu sẽ cắt thêm cho chú mấy mét dây nữa nhé. Và giờ cháu sẽ dừng video đóng hàng chú, thời lượng cũng được 5 đến 6 phút rồi. Cháu xin chào chú Hải và tạm biệt chú Hải. Và các bác khách hàng nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline chúng em hiển thị trên màn hình cũng như là cái tấm biển quảng cáo của công ty chúng em. Chúng em sẽ tư vấn cho các bác về từng thiết bị một. Và các bác chưa đăng ký kênh của JK chúng em thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những cái video về những cái sản phẩm mới nhất về bên chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.